Tóm lại phải biết tánh của chúng đều vô thường. Vì cớ sao? Hình tướng chuyển biến hiện có thể thấy được. Do như vậy thầy, dụng lực tác ý hiện thấy tăng thượng, dùng các hành biến đổi từ chỗ thích hợp mà quan sát, thấy được các sự bên trong và bên ngoài tất cả là tánh vô thường. Do nhân duyên đây ở nơi tánh vô thường của sự biến đổi, hiện thấy không trái ngược, không do duyên khác, không bị cái khác dẫn dắt. Theo đó nhớ nghĩ quan sát, xem xét sâu kỹ, chắc chắn. Do đây gọi là tác ý hiện thấy tăng thượng. Do lực tác ý hiện thấy tăng thượng như vậy, đã quan sát xong tánh vô thường, biến đổi. Các hành sát kia, tuy hiện hữu mà sát na sanh diệt, hoại diệt vô thường, nhưng vì vi tế nên không hiện thấy. Cho nên đường tác ý hiện thấy tăng thượng, cần tỷ lượng đúng đắn. Tỷ lượng thế nào? Các hành kia chủ yếu có sát na sanh diệt, hoại diệt, mới có thể có được trước sau biến đổi. Nếu thật tồn tại, thì không có sự biến đổi như vậy, cho nên xác quyết các hành phải có sát na sanh diệt. Vì các duyên kia có hòa hợp nên các hành được sanh, đã sanh thì chẳng đợi nhân duyên hoại diệt mà tự nhiên hoại diệt. Chỗ có nhân duyên biến đổi như vậy năng khiến các hành chuyển biến sanh khởi, nhưng chỉ là nhân duyên chuyển biến sanh khởi, chẳng phải là nhân duyên khiến các hành hoại diệt. Vì cớ sao? Do các hành kia cùng với nhân duyên hoại diệt hiện thấy ở thế gian đồng hoại diệt rồi, thì về sau chẳng tương tọa sanh khởi khả đắc, nhưng chẳng phải tất cả kia hoàn toàn không sanh khởi trở lại, hoặc có các hành một khi đã hoại hoàn toàn không thể sanh khởi trở lại, như nước đun sôi bốc hơi cuối cùng đều tan biến, như lửa đốt cháy khi thế gian, cho đến không còn một chút tro tàn hay một chút bóng dáng nào sót lại. Vì kia cũng nhân duyên nên về sau cũng chuyển chuyển giảm dần, đến lúc chấm dứt rốt sau tất cả đều không chỗ có. Không phải lửa là nguyên nhân tạo nên sự biến đổi, mà chỉ do tám chủng nhân duyên đã thuyết ở trước khiến chuyển biến sanh khởi tự nhiên hoại diệt. Như vậy vì lực tác ý tỷ lượng do hành hoại diệt nên đạt được sự xác quyết các hành kia sát na sanh diệt, hoại diệt vô thường. Đã xác quyết được như vậy rồi, lại nên chân chánh tỷ lượng cách khác đối với các hành sanh khởi không hiện thấy được. Tỷ lượng thế nào? Nghĩa là các hữu tình hiện có trùng trùng sai biệt có thể thấy được, hoặc có hình sắc đẹp, hoặc có hình sắc xấu, hoặc dòng họ cao quý, hoặc dòng họ thấp hèn, hoặc dòng họ giàu sang, hoặc dòng họ nghèo cùng, hoặc dòng tộc lớn, hoặc dòng tộc nhỏ, hoặc thọ mạng dài, hoặc thọ mạng ngắn, hoặc lời nói uy nghiêm, hoặc không uy nghiêm, hoặc tánh lợi căn, hoặc tánh độn căn. Tất cả hành trạng tướng sai biệt của hữu tình như vậy là do nghiệp gây tạo sai biệt nên mới có thể thành lập, chẳng phải không có nghiệp gây tạo. Sắc lại hữu tình sai biệt như vậy nhất định do nghiệp thiện bất thiện của đời trước tạo tác tăng trưởng, có chủng chủng phẩm loại khác nhau. Do nhân duyên đây nên ở hiện tại tự thể sanh khởi khác nhau, chẳng thể do trời tự tại biến hóa làm nhân. Vì cớ sao? Nếu nói tự tại biến hóa làm nhân năng sanh các hành, vậy thì các hành được sanh đây chỉ dùng tự tại kia làm duyên, hay phải đợi duyên khác như thế tự tại mới năng biến hóa? Nếu chỉ dụng tự tại kia làm duyên, thì lẽ các hành và tự tại kia đều vốn có nào chờ đợi lại sanh? Hoặc nói trước có tánh thể tự tại về sau hành sanh, vậy thì các hành đây không chỉ có tự tại làm duyên sanh khởi, hoặc nói tự tại đây còn tùy theo chỗ muốn, dụng công, mong cầu mới năng tạo hóa. Vậy thì cũng là dụng muốn làm nhân duyên, chẳng phải chỉ có tự tại. Vậy muốn đây là có nhân chăng, là không nhân chăng? Nếu nói có nhân mà lấy tự tại làm nhân thì cũng mắc lỗi như trước đã nói. Điều này không hợp đạo lý. Nếu nói muốn đây có nhân khác thì tức như muốn dụng công mong cầu, liền ngoài tự tại lấy pháp khác làm nhân. Như vậy tất cả các hành cũng đều nên lấy pháp khác làm nhân. Sao phải chờ đợi mưu tính không dùng tự tại? Do lực tăng ý, do đường tăng thượng như thế nên đạt được sự xác quyết các hành đời khác sanh khởi. Như vậy tóm lược là do ba chủng lực tác ý tăng thượng nên có thể tư duy quan sát thấy các hành trong ngoài đều là tánh vô thường. Một, vì lực tác ý tịnh tính tăng thượng. Hai, vì lực tác ý hiện lượng tăng thượng. Ba, vì lực tác ý tỷ lượng tăng thượng. Do vậy đối với sự việc trước đã nêu ra, năng thuận theo đó mà năng mà tu năm hành vô thường. Như vậy đã biện rõ hai hành là hành biến đổi và hành hoại diệt. Sao gọi là do hành biệt ly quán tánh vô thường? Là nương hai chủng biệt ly trong và ngoài nên biết các hành là tánh vô thường. Nương biệt ly trong tánh vô thường
như có người trước kia ở địa vị chủ, chẳng phải tôi trai, chẳng phải tớ gái. Năng tự ý hết thọ dụng, năng sai khiến người khác, nhưng thời gian sau kia suy bại nên mất địa vị chủ, không phải tánh tôi tớ mà chuyển sang địa vị hầu hạ kẻ khác và bị sai khiển, ở nơi tính chất ông chủ gọi là hành biệt ly, tánh vô thường. Nơi biệt ly bên ngoài tánh vô thường, như có người hiện tại gia sản tài bảo chưa bị biến đổi, chưa bị ly tán vô thường hoại mất, nhưng thời gian sau hoặc bị vua bị giặc cướp chiếm đoạt, hoặc do gây tạo các việc ác nên mất hoại, hoặc phương tiện tìm cầu mà không được, hết thảy loại như vậy nên biết là do hành biệt ly tánh vô thường. Sao gọi là hành phát tánh quán tánh vô thường? Là chỗ có biến đổi vô thường, hoại diệt vô thường, biệt ly vô thường, ở đời hiện tại vẫn chưa hòa hợp được, ở đời vị lai sẽ có phát tánh như thật thông đạt các hành như vậy, ở đời vị lai sẽ có phát tánh hết thảy loại như vậy, gọi là thông đạt pháp tánh, tánh vô thường. Sao gọi là do hành hội hợp quán tánh vô thường? Là chỗ có biến đổi vô thường, hoại diệt vô thường, biệt ly vô thường, ở đời hiện tại hội hợp với nhau cùng hiện tiền. Như thật thông đạt các hành như vậy, hiện tiền hội hợp ở đời hiện tại, hết thảy loại như thế, gọi là thông đạt hội hợp tánh vô thường. Người kia do quán sát năm tánh vô thường của các hành trong và ngoài đây, tùy chỗ thích hợp mà tăng ý tu tập, nhiều tu tập sẽ đạt được sự giác quyết. Như vậy, do chứng thành đạo lý và tu tập tăng thượng nên giác quyến được các hành vô thường, từ đây không gián đoạn nhập vào hành khổ tác ý tư duy. Các hành như vậy đều là vô thường, vì vô thường nên chắc chắn có tánh pháp sanh. Các hành như vậy đã là pháp sanh, tức là có sanh khổ, đã có sanh khổ nên biết cũng có già khổ, bệnh khổ, chết khổ, oán ghét mà gặp nhau khổ, yêu thương mà chia lìa khổ, mong cầu mà không được khổ. Như vậy gọi là do hành không khả ái mà nhập vào hành khổ. Như vậy lại ở nơi hữu, hữu lậu và thù, hữu lậu. Trong tất cả uẩn thường thuận theo thọ vui, do hành kết vượt mà nhập vào hành khổ. Vì sao? Bởi lẽ ở nơi xứ kiết như ái, sanh khởi các kiết như ái. Ở nơi xứ phược như tham, sanh khởi các phược như tham. Cho nên năng chiêu tập sanh lão bệnh tử, sầu bi yêu khổ, tất cả nhiễu não các uẩn thuần khổ lớn. Như vậy lại ở nơi hữu, hữu lậu và thủ hữu lậu, ở trong tất cả uẩn thuận theo thọ không khổ không vui, do hành không an ổn mà nhập vào hành khổ. Vì sao? Vì ở trong các uẩn năng thuận theo không khổ không vui thuộc hữu, thủ hữu lậu, bị trùng tử khổ vui đồng hành thô trọng, theo đó đuổi theo khổ khổ và hoại khổ không được giải thoát, cho nên tất cả đều là pháp hoại diệt vô thường. Người hành như vậy ở nơi các hành năng thuận theo thọ vui và do hành kiết phược trong thọ vui mà nhập vào hoại khổ, ở nơi các hành năng thuận theo thọ vui và do hành không khả ái trong thọ khổ mà nhập vào khổ khổ, ở nơi các hành năng thuận theo thọ không khổ không vui và do hành không an ổn trong thọ không khổ không vui mà nhập vào hành khổ. Như vậy do lực tăng thượng của hành kiết phược, hành không khả ái, hành không an ổn, nên ở trong ba thọ nói rằng các sở hữu thọ thảy đều là khổ. Đây gọi là do tác ý hành vô thường làm tiền dẫn mà nhập vào hành khổ. Lại khởi nghĩ thế này: ngã hiện tại đây chỉ có các căn, chỉ có cảnh giới, chỉ có các thọ từ kia sanh khởi, chỉ có tâm này, chỉ có giả sanh pháp ngã, ngã sở, chỉ có nhận thức này, chỉ có giả lập trong đây khả đắc, ngoài đây ra chọn không có hoặc thêm hoặc hơn. Như vậy, chỉ có các uẩn khả đắc, và trong các uẩn không thường hằng, không bền chắc, không chủ tại, hoặc nói là ngã, hoặc nói là hữu tình, hoặc nói, hoặc lại trong đây nói là sanh lão bệnh tử, hoặc lại nói kia, năng gây tạo các nghiệp, năng thọ trụ trùng quả và dị thục, do các hành đây thảy đều là không, không có ngã. Đây gọi là do hành vô sở đắc mà nhập vào hành không. Lại khởi nghĩ này: sở hữu các hành cùng tự tướng kia tương ứng với tướng vô thường, tướng khổ. Vì kia cũng từ tất cả duyên mà được sanh không được tự tại. Vì không tự tại nên đều chẳng phải là ngã. Đây gọi là do hành không tự tại mà nhập vào hành vô ngã. Như vậy, người hành dùng 10 hành nhiếp vào 4 hành. Lại dùng 4 hành để hiểu rõ tướng khổ đế. Đó là hành vô thường nhiếp vào 5 hành. 1. Hành biến đổi, 2. Hành hoại diệt, 3. Hành biệt ly, 4. Hành pháp tánh, 5. Hành hội hợp.
Hành khổ nhiếp vào ba hành, một hành kết phược, hai hành không khả ái, ba hành không an ổn. Hành không nhiếp vào một hành là hành vô sở đắc, hành vô ngã nhiếp vào một hành, đó là hành không tự tại. Người kia do 10 hành mà nhập vào 4 hành, lại do 4 hành nên nhận biết rõ tướng khổ đế, kế lại quan sát khổ đế như vậy. Nhân gì, tập gì, khởi gì, duyên gì do đoạn kia, nên theo đó mà khổ cũng dứt. Như vậy, được lấy 4 hành tập đế mà rõ tướng tập đế, đó là biết rõ vì ái năng dẫn khổ gọi là nhân, đã dẫn khổ rồi, lại năng chiêu tập khiến kia sanh, nên gọi là tập, đã sanh rồi, lại khiến kia khỏi, nên gọi là khỏi. Lại năng nhiếp thọ các chủng từ khổ ở vị lai, dần dần trêu dẫn các tập khổ, nên gọi là duyên. Lại có sự giải thích khác, biết rõ ái là nhân của thủ, lại năng trêu tập, tức là lấy thủ đây làm nhân của hữu, lại năng sanh khỏi, tức là lấy hữu làm tiền dẫn cho sanh ở đương lai, lại năng dẫn phát, tức lấy sanh làm duyên cho các pháp khổ não, các pháp khổ lão bệnh tử, tùy chỗ thích hợp gọi là nhân tập khởi duyên. Lại có cách giải thích khác, rõ biết phiền não tùy miên sở y, phụ thuộc vào ái tùy miên là nhân của sanh hữu lậu ở đời đương lai. Lại tránh biết sự phát sanh triển của ái kia, tùy chỗ thích hợp là tập khởi duyên. Nghĩa là vì ái hậu hữu năng chiêu dẫn, tức là tập ái hậu hữu đây, lại năng phát khởi ái đồng hành hỷ tham. Ái đồng hành hỷ tham đây lại cùng với nhiều chủng ái hỷ kia kia làm duyên. Như vậy, đường vào ái tùy miên và ba chủng triền, năng sanh hậu hữu và năng phát khởi các ái sai biệt, do đây gọi là nhân tập khởi duyên. Như vậy, người hành do bốn chủng hành rõ tướng tập đế, đã tránh nhận biết rõ tướng tập đế rồi, lại tránh nhận biết tập đế như vậy, diệt dứt không sót thừa, nên gọi là diệt. Tất cả khổ đế tịch tĩnh không sót thừa nên gọi là tĩnh, tức là diệt dứt và tịch tĩnh đây là bậc nhất, là tối thắng, là vô thượng, nên gọi là diệu, là thường trụ, là xuất ly vĩnh viễn, nên gọi là lìa. Như vậy, người hành do bốn chủng hành rõ tướng diệt đế, đã tránh biết rõ tướng diệt đế rồi, lại tránh biết rõ đạo chân thật đối trị, ở nơi cảnh sở tri, về nghĩa năng thông suốt tầm cầu, về nghĩa năng chân thật tầm cầu, về nghĩa ở bốn môn tùy chuyển, về nghĩa một hướng năng hướng đến niết bàn, do vậy gọi là đạo như hành xuất. Như vậy, người hành do bốn chủng hành rõ tướng đạo đế, như vậy gọi là ở nơi bốn thánh đế, tự bên trong hiện quán tác ý liệu tướng vị kia, nơi mình đã hiện thấy các uẩn như vậy, đường lý các đế tránh quán sát tư duy không điền đảo rồi, lại ở nơi giới không đồng phận, không hiện thấy các uẩn tỷ lượng quán sát, đó là sở hữu hữu của kia, đà hữu lậu, trải khắp tất cả xứ, trải khắp tất cả chủng, trải khắp tất cả thời, đều có pháp như vậy, đều rơi vào lý như vậy, đều có tánh như vậy. Sở hữu diệt của kia đều vĩnh viễn tịch tĩnh, thường trụ an lạc. Sở hữu đạo của kia đều năng vĩnh viễn đoạn, kiêu cánh xuất ly. Phải biết trong đây, hoặc đế trí hiện lượng ở nơi các uẩn, hoặc đế trí tỷ lượng ở nơi các giới không đồng phận khác, cảnh không hiện thấy, tức là chỗ nương của chủng tử pháp trí, loại trí năng sành. Lại, tức tác ý liệu tướng như thế, nên biết do văn từ vẫn còn xen tạp. Nếu người tu quán hành vào trong các đế luôn luôn tránh quán sát như vậy, do 16 hành ở nơi chứng thành đạo, lý 4 thánh đế đã quyết định tin chắc. Lại ở nơi các đế tận tánh sở hữu như tánh sở hữu vượt qua tác ý văn từ xen tạp, một hướng phát khởi thắng giải tu hành, đây gọi là tác ý thắng giải. Tác ý như vậy chỉ duyên cảnh đế, một hướng tại định. Vì tu tập, nhiều tu tập nên trong hai cảnh đế là khổ và tập chứng đắc trí không ngản mé. Do trí đây nên rõ biết vô thường, phát khởi thắng giải vô thường không ngản mé. Như vậy do rõ biết khổ, phát khởi thắng giải khổ không ngản mé, thắng giải không vô ngã không ngản mé, thắng giải ác hạnh không ngàn mé, thắng giải đến cõi ác không ngàn mé, thắng giải hưng suy không ngàn mé, và thắng giải tất cả thiều não quấy nhiễu như lão bệnh tử sầu bi yêu khổ không ngàn mé. Trong đây không ngàn mé tức là sanh tử lưu chuyển, như vậy các pháp không ngàn không mé cho đến sanh tử lưu chuyển không dứt. Thường có các pháp được nói thế này, chỉ có sanh tử không có gì
khác dứt diệt. Để có thể dứt diệt lại không có phương tiện dứt diệt nào khác. Tức là ở nơi các hữu, các đường trong pháp sanh tử như vậy, dùng hành vô nguyện, hành không nương tựa, hành nhàm chán, trái nghịch mà pháp phải thắng giải, tinh cần tu tập, tác ý thắng giải đây. Lại ở nơi các hữu, các sanh tăng thượng ý vui như thế, tâm sanh sâu, nhàm chán sợ hãi. Đối với Niết Bàn chỉ khởi một hành, đó là tâm sanh sâu vui muốn. Kẻ kia trong đêm dài tâm yêu thích sắc thành hương vị xúc của thế gian, vì lấy sắc thành hương vị xúc làm sự nuôi dưỡng tích tập. Do nhân duyên đầy tuy tâm sanh sâu vui, muốn đối với Niết Bàn nhưng không thể thú nhập, không thể chứng tịnh, không thể an trụ, không thể thắng giải, nơi tâm thối chuyển. Đối với cõi tịch tịnh, vì tâm chưa thể sanh ngưỡng vọng sâu, về có sự nghi hoặc nên tâm luôn sợ hãi chán lìa. Tuy ở nơi hai đế là khổ và tập, tâm luôn luôn chán lìa sợ hãi và đối với Niết Bàn luôn luôn phát khởi tâm vui, muốn sâu, nhưng thâm tâm vẫn còn chưa thể thú nhập. Vì sao? Bởi lẽ kia còn bị ngã mạn phẩm thô trọng chướng hiện quán theo vào tác ý hoặc chuyển gián đoạn hoặc chuyển liên tục. Người kia tác ý tư duy, ta từng lưu chuyển lâu xa trong sanh tử, ta sẽ lại lưu chuyển trong sanh tử, ta phải năng thú nhập đối với Niết Bàn. Bởi thế ta, vì Niết Bàn mà tu các thiện pháp, ta năng quán khổ, thấy chân thật là khổ, ta năng quán tập, thấy chân thật là tập, ta năng quán diệt, thấy chân thật là diệt, ta năng quán đạo, thấy chân thật là đạo, ta năng quán không, chân thật là không, ta năng quán vô nguyện, chân thật là vô nguyện, ta năng quán vô tướng, chân thật là vô tướng. Các pháp như vậy là sở hữu của ta. Do nhân duyên đầy người kia tuy thâm tâm vui muốn đối với Niết Bàn nhưng tâm không thể thú nhập. Người kia rõ biết ngã mạn như vậy là chướng ngại rồi, liền năng nhanh chóng dùng tuệ thông đạt, xả bỏ nhậm vận, tùy chuyển tác ý, chế phục tất cả cảnh sở tri bên ngoài, nhập vào tác ý, theo tác ý hành, chuyên cầu quán sát thánh đế không gián đoạn. Tùy theo chỗ sanh khởi, hoặc lúc tâm lùi diệt, hoặc lúc tâm không gián đoạn sanh khởi, các ý quan sát phương tiện trôi chảy không gián đoạn. Người kia tước dụng tâm duyên tâm như vậy, tình truyền không nới bỏ, liền năng khiến kia nhập vào tác ý, phòng ngã mạn thô trọng chướng ngại hiện quán không dễ dàng sanh khởi. Như vậy người sinh tu hạnh du già, quán tâm tương tục chuyển chuyển đổi khác, luôn sanh khởi mới hoặc tăng hoặc giảm, tạm thời hiện hữu, bỗng chốc hiện tiền, trước sau thay đổi, là tánh vô thường. Quán tâm tương tục nhiếp thuộc thủ uẩn, đây là tánh khổ. Quán tâm tương tục địa pháp thứ hai, đây là tánh không. Quán tâm tương tục từ các duyên sanh không được tự tại, đây là tánh vô ngã. Như vậy gọi là ngộ nhập khổ đế. Kế lại quan sát tâm tương tục đây, lấy ái làm nhân, lấy ái làm tập, lấy ái làm khởi, lấy ái làm duyên. Như vậy gọi là ngộ nhập tập đế. Kế lại quan sát tâm tương tục đây, sở hữu trạch diệt là tánh vĩnh viễn diệt, là tánh vĩnh viễn tịnh, là tánh vĩnh viễn diệu, là tánh vĩnh viễn lìa. Như vậy gọi là ngộ nhập diệt đế. Kế lại quan sát tâm tương tục đây, đạo đối trị do giáo đi đến diệt là tánh trần đạo, là tánh trần như, là tánh chân hành, là tánh chân xuất. Như vậy gọi là ngộ nhập đạo đế. Như vậy trước đây chưa khéo quán sát, nay khéo tác ý phương tiện quán sát, dùng tuệ vi diệu năng tránh ngộ nhập bốn thánh đế. Tức ở nơi tuệ đây, vì thân cận tu tập, nhiều tu tập nên tránh trí, năng duyên sở duyên bình đẳng được sanh. Do sanh đây nên năng đoạn sở hữu phẩm thù của ngã mạn hiện hành. Vì chúng năng chứng ngại tâm vui thích đối với Niết Bàn, lại đối với Niết Bàn tâm sanh sâu vui muốn, nhanh chóng thú nhập không thối chuyển, lìa các sợ hãi, nhiếp thọ ý lạc, vui thích tăng thượng. Người hành như vậy ở nơi các thánh đế, trí năng duyên sở duyên bình đẳng nhiếp thuộc, nhẫn bậc hạ sanh khởi, đây gọi là noãn. Trí năng duyên sở duyên bình đẳng nhiếp thuộc nhẫn bậc trung sanh khởi, đây gọi là đảnh. Trí năng duyên sở duyên bình đẳng nhiếp thuộc nhẫn bậc thượng sanh khởi, đây gọi là nhẫn thuận đế. Vị kia đã đoạn phẩm thù của ngã mạn, năng làm chướng ngại và nhiếp thọ ý là vui thích tăng thượng đối với Niết Bàn, liền năng xả ly sở hữu gia hạnh quán tâm về sau, chú nơi tâm không gia hạnh không phân biệt. Lúc bấy giờ tâm tựa như diệt mà chẳng phải thật diệt, tựa như không có sở duyên mà chẳng phải không duyên. Lại lúc bấy giờ tâm tịch tĩnh, tuy tựa như xa lìa mà chẳng phải xa lìa. Lại lúc bấy giờ không bị ngủ say che lấp,
chỉ hành Samatha, phân minh không cao không thấp. Lại có một loại ngu si ám muội bị ngủ say che lấp. Lúc này, tâm giống như diệt, nhưng thật chẳng phải diệt, lại khởi tăng thượng mạn cho là đang hiện quán, vì đây không như thế. Người kia đã đắc tâm đi đến hiện quán như vậy, không lâu sẽ nhập thành tánh ly xanh, tức ở vị tâm tịch tĩnh. Như vậy, một niệm tâm cuối cùng không phân biệt, từ đây không gián đoạn, ở nơi các lý thánh đế đã quán trước, khởi tăng ý bên trong. Đây gọi là pháp thế đệ nhất. Từ đây về sau, tâm xuất thế sanh khởi, chẳng phải tâm thế gian. Đây là giới hạn ngăn mé sau cùng của các hành thế gian, cho nên gọi là pháp thế đệ nhất. Từ đây không gián đoạn, nơi các lý thánh đế đã quán trước, khởi tác ý bên trong, tác ý không gián đoạn. Tùy thứ tự các đế trước đã quán hoặc hiện thấy hoặc không hiện thấy, như thứ lớp đó, có trí quyết định không phân biệt, trí hiện kiến sanh khởi. Do đây sanh nên tất cả thô trọng các phần phiền não kiến, đạo, sở, đoạn, phụ thuộc sở y, hệ thuộc ba cõi, thầy đều vĩnh viễn, đoạn dứt. Do đoạn hẳn đây, nếu người trước đã liệt tham dục giới, kia hiện nay nhập đế hiện quán như thế chứng tác quả niết bàn. Vị kia cùng với tướng của người liên dục đã nói ở trước phải biết không khác, nhưng ở đây cũng có chút ít sự sai biệt, đó là sẽ thọ hóa sanh. Tức là ở nơi cõi kia sẽ bát niết bàn chẳng còn sanh trở lại thế gian. Nếu người trước trái lìa tham dục giới kia hiện nay đã nhập đế hiện quán như vậy, chứng đắc quả nhất lai. Nếu người trước chưa lìa tham dục giới kia hiện nay đã đắc nhập đế hiện quán như vậy, thổ trọng vĩnh viễn đoạn, chứng đắc quả dự lưu, do trí năng tri cùng sở của cảnh sở tri hòa hợp không trái nhau hiện tiền quán sát, gọi là hiện quán. Như dòng sát đế lợi cùng với dòng sát đế lợi hòa hợp không trái nhau hiện tiền quán sát, gọi là hiện quán. Bà La Môn nên biết cũng vậy. Đây cũng có nhiều tướng trạng, đó là đã chứng đế hiện quán, đạt được bốn trí ở nơi hoặc đi hoặc đứng trong các tác ý, vì khéo tìm cầu nên chỉ đắc duy pháp trí, đắc phi đoạn trí, đắc phi thường trí, đắc duyên sanh hành như việc huẫn trí. Nếu cảnh giới hành do thất niệm, tùy khởi các phiền não chuyển mạnh mẽ, tạm thời tác ý nhanh chóng trừ bỏ, lại năng rốt ráo không đã thú, chọn không cố suy nghĩ trái vượt sở học, cho đến loài bằng xanh cũng chẳng được hại mạng, chọn không thối huyết chuyển xả bỏ sở học, lại không năng tạo nông nghiệp vô gián, quyết chắc rằng khổ vui chẳng phải do mình làm, chẳng phải do người làm, chẳng phải do mình người làm, chẳng phải chẳng do mình người làm, không nhân mà sanh, chọn không cầu thỉnh ngoại đạo làm thầy, cũng không đối kia khởi tưởng cho là bậc phước điển. Đối với hết thầy sa môn và la môn khác, chọn chẳng ngẩng lên nhìn miệng và mặt, duy chỉ tự mình kiến pháp, biết pháp, đắc pháp, chứng tận gốc nguồn của pháp, vượt qua nghi hoặc, không do duyên khác, y chỉ sự dạy bảo của bậc đại sư, không bị kẻ khác dẫn dắt, ở trong pháp được vô sở úy, chọn không vọng tính những điểm tốt đẹp thế gian cho là thanh tịnh, chọn không thọ thêm sự sanh hữu lần thứ 8, thành tựu đầy đủ 4 chủng chứng tịnh. Người tu hành như vậy cho đến pháp đệ nhất, pháp thế đệ nhất trở về trước, gọi là tác ý thắng giải. Hiện quán các thánh đế trở về sau, cho đến vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền não kiến, đạo, sở, đoạn, gọi là tác ý xa lìa. Lại từ đây về sau, vì muốn tiến lên đoạn trời các hoặc tu sở đoạn, như đạo đã đắc càng thêm tu tập, năng vĩnh viễn đoạn các phiền não bậc trung và bậc thượng của dục giới, chứng đắc quả nhất lai. Như sở hữu các tướng của quả dự lưu, nhưng đây có ít phần sai khác, đó là cảnh giới hành, ở nơi năng thuận theo các phiền não truyền mạnh mẽ phẩm thượng, do thất niệm tạm thời phát khỏi các phiền não. Các phiền não triền nhỏ yếu vừa thoạt hiện, năng tăng ý nhanh chóng trừ bỏ, chỉ sanh trở lại thế gian một lần, liền năng rốt ráo chứng biên tế khổ, đắc quả bất hoàn và tướng bất hoàn. Như trước đã nói, nên biết trong đây do tác ý quán sát, ở nơi tất cả việc tu đạo luôn luôn quán sát, đã đoạn chưa đoạn, như đạo đã đắc mà chân chánh tu tập. Lại ở trong đây, thế nào gọi là tu tự tánh, thế nào gọi là tu nghiệp, thế nào gọi là tu các phẩm loại sai biệt.
Tu tự tánh là tăng ý định địa ở nơi phát thiện hữu vi thế gian, xuất thế gian, tu tập tăng trưởng, thực hành không gián đoạn, thực hành ân trọng, khiến tâm tưởng tục lãnh hội thể tánh của kia. Như vậy gọi là tu tự tánh. Tu nghiệp lược có 8 chủng. 1. Có một loại pháp do tu nên được. 2. Có một loại pháp do tu nên tập. 3. Có một loại pháp do tu nên tịnh. 4. Có một loại pháp do tu nên trừ khiển. 5. Có một loại pháp do tu nên biết. 6. Có một loại pháp do tu nên đoạn. 7. Có một loại pháp do tu nên chứng. 8. Có một loại pháp do tu nên xa lìa. Nếu trước chưa được thiện pháp thủ thắng tu tập khiến được, gọi là do tu nên được. Nếu trước đã được khiến hiện tiền, chuyển chuyển, gọi là do tu nên tập. Nếu trước đã được nhưng chưa khiến hiện tiền, chỉ cần tu tập chủng loại pháp kia sẽ khiến hiện tiền, khiến chuyển chuyển sanh khởi, thành tịnh sáng sạch, gọi là do tu nên tịnh. Nếu bị thất niệm, khiến pháp nhiễm ô hiện hành, nhưng do lực tu thiện pháp khiến không nhẫn thọ đoạn trừ biến đổi nhả ra, gọi là do tu nên trừ khiển. Nếu chưa sanh khởi pháp phải đoạn trừ, nhưng do lực tu thiện pháp biết rõ kia bị bệnh nên thân tâm nhàm chán hủy hoại. Biết rõ như ủng nhọt, như tên độc chướng ngại pháp vô thường, khổ không vô ngã nên sanh sâu nhàm chán hủy hoại. Đây gọi là do tu nên biết. Hiểu biết như vậy rồi, vì luôn tu tập đạo không gián đoạn sanh, đoạn trừ các phiền não gọi là do tu nên đoạn. Đã đoạn phiền não, chứng đắc giải thoát gọi là do tu nên chứng. Như như thăng tiến lên các thiện pháp của địa cao hơn, như vậy khiến cho các pháp đã đoạn của địa dưới chuyển thành phần xa, cho đến rốt ráo xa lìa. Đây gọi là do tu nên xa lìa. Phải biết đây gọi là 8 chủng tu nghiệp. Tu các phẩm loại sai biệt có 11 chủng. 1. Tu Samatha. 2. Tu Tỷ Bát Xá Na. 3. Tu đạo thế gian. 4. Tu đạo xuất thế gian. 5. Tu đạo phẩm hạ. 6. Tu đạo phẩm trung. 7. Tu đạo phẩm thượng. Tu đạo phẩm thượng. 8. Tu đạo gia hạnh. 9. Tu đạo không gián đoạn. 10. Tu đạo giải thoát. 11. Tu đạo thắng tiến. Tu Samatha là 9 chủng hành khiến tâm an trụ như trước đã nói. Tu Tỷ Bát Xá Na như trước đã nói. Tu đạo thế gian ở các địa dưới quán là tướng thô, ở các địa trên quán là tướng tĩnh, cho đến năng đi đến vô sở hữu xứ, tất cả đi dục. Tu đạo xuất thế gian, tránh tư duy khổ chân thật là khổ, tập chân thật là tập, diệt chân thật là diệt, đạo chân thật là đạo, do thánh đạo vô lậu như chánh kiến, cho đến năng đi đến phi tưởng phi tưởng xứ, tất cả đi dục. Tu đạo phẩm hạ, do đây năng đoạn phiền não phẩm thượng thô trọng. Tu đạo phẩm trung, do đây năng đoạn sở hữu phiền não phẩm trung. Tu đạo phẩm thượng, do đây năng đoạn sở hữu phiền não